chào các bạn xem video kênh ẩm thực bụi theo dòng điều tra, thì Nguyễn Thái Luyện Anh nuôi CEO, vĩ đại của địa ốc Alibaba đã không cứu được một super sale giám đốc Trinh Phủng Tàu. Đồng thời cũng lộ ra chân chung buông rèm nhất chính của Luyện bằng các tin nhắn, để Trinh tổ chức quẩy cho lớn việc chống đối người cưỡng chế nhằm tạo thanh thế cho địa ốc Alibaba để cùng biết chi tiết mời các bạn vào xem video. Công an tỉnh chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát, đề nghị truy tố các bị can là nhân viên tập đoàn Alibaba trong vụ ngông cùng chống đối cưỡng chế dự án ma tại thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát, cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, sinh năm 1995, ngụ tỉnh. Tiền Giang, Trần Quốc tỉnh sinh năm 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Ngọc Thiện sinh năm 1996, ngụ tỉnh Gia Lai. Phan Quỳnh Long sinh năm 1997, ngụ tỉnh Gia Lai, cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Những người này bị đưa đi, như những quân cờ lòng vòng trong vòng tay ba anh em nhà luyện địa ốc Alibaba kết luận điều tra xác định ngày 13 tháng 7 năm 2018, Nguyễn Thái Lực sinh năm 1999, em trai Nguyễn Thái Luyện, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 17 thửa đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với ông Nguyễn Phú Quý, sinh năm 1976, ngụ tỉnh Đồng Nai. 6 ngày sau lực ký hợp đồng ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Vân Anh, FN 1991, giám đốc công ty cổ phần bất động sản địa ốc chiến thắng. Tiếp đó, bà Vân Anh ký hợp đồng hợp tác với ông Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, tổng giám đốc công ty Alibaba. Ngày 19 tháng 7 năm 2018, bà Vân Anh ký giấy ủy quyền cho ông Trang Chí Linh, sinh năm 1991, ngụ quận 2 được quyền ký kết các hợp đồng với bên thứ ba. Các bạn thấy bụi tôi nói đúng không nào đây là cái bài của tụi địa ốc Alibaba đó của luyện đó em út mua đất rồi đưa qua cho một công ty trung gian ở bà rịa là của bà vân anh đồng nai là của nguyễn trung trường bình thuận thì bùi minh đức rồi lại chạy phòng lại với người em vĩ đại nguyễn thái lĩnh nếu đại diện ký chắc ông trang trí linh phó tổng pháp lý ký nhiều nhất đó nhưng chung quy toàn là người của luyện nghe tiếp nào cả nhà Đến ngày 8 tháng 10 năm 2018, ông Linh ký hợp đồng thi công với ông Ngô Quang Thanh, sinh năm 1972, giám đốc công ty cổ phần THT, để tiến hành xây dựng trái phép hạ tầng khu dân cư trên các thửa đất, đang là đất nông nghiệp. Biết khu đất này không được phép xây dựng khu dân cư, nên công ty THT mua tôm về dựng rào bao quanh khu đất nhằm mục đích tránh sự phát hiện của chính quyền địa phương và người dân. Công ty này đã lén lút thi công xây dựng các hạng mục vào các ngày lễ và thứ Bảy, Chủ nhật và ban đêm. Khi công ty THT đã xây dựng được khoảng 80% thì Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ kiểm tra phát hiện công trình xây dựng trái phép, nên lập biên bản vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng, nhưng phía chủ đất là ông Nguyễn Thái Lực không hợp tác làm việc. Nếu nhớ không lầm thì lúc này, Kim Em Lực hơi khó có khi Tống Đạt Thư mời tới Hà Nội cũng chưa kiếm được. Ngày 10 tháng 6 năm 2019, xã Tóc Tiên ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế, xã tóc tiên thuê xe quốc của anh Nguyễn Duy Lộc. Nhằm mục đích đào, quốc các đoạn đường đã trải nhựa, đường xây dựng trái phép để trả lại nguyên trạng cho khi đất. Theo cơ quan điều tra thì khi biết sẽ bị tháo chở, như vậy thì Nguyễn Thái Luyện đã có động thái nhắn tin cho các nhân viên đàn em của mình với nội dung sau. Mục đích làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút của nhiều cơ quan chức năng, sự việc làm rung động khu vực thị xã Phú Mỹ,